đường cho tim anh thôi không lẻ loi. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ, một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc. Bằng Cường rất là vui bởi vì là ekip AT đã thực hiện được cái ý đồ của Bằng Cường, mà đây là một cái điều mà Bằng Cường rất là thích, những nhân vật trong cổ tích mà không phải là lúc nào cũng thực hiện được. Thật bối rối mỗi khi em yêu hơn rồi, và ngày em đến xua tan màn đêm băng giá yêu phiền. Bây giờ Bằng Cường cùng với ekip đang thực hiện một cảnh tiếp theo trong MV mới của mình. Hy vọng rằng các bạn sẽ đón nhận cái món quà của Bằng Cường nhân dịp mùa lễ hội Halloween nhé. Một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời. Xin chào, mình là Oxy. Oxy đang là thực hiện MV Ngày Hạnh Phúc của anh ca sĩ Bằng Cường. Thì Oxy rất mong mọi người và ủng hộ cho Oxy và Bằng Cường trong MV Ngày Hạnh Phúc.